Hôn mê Dạ, à? co giật hơi. Hôn mê. Còn gì nữa? Trước hôn mê nó là gì? Co giật à? Co giật. Cái gì hôn mê co giật có phải là một trong những cái triệu chứng rất nặng nề do tổn thương hệ thần kinh không ạ? Như vậy thì liên quan tới hệ thần kinh, liên quan tới mô não thì mình sẽ học thêm cái nội dung đó là đặc điểm sử dụng đường của mô não. Và đặc điểm sử dụng đường của mô não là một trong những cơ sở rất quan trọng. Một chút nữa mình sẽ giải thích các biểu hiện của con vật trong quá trình mà nó xuất hiện các cái triệu chứng do hạ đường huyết. Bây giờ đặc điểm sử dụng đường của mô não có 4 đặc điểm. Thứ nhất, hấp thu không cần insulin. Thứ hai, hầu như chỉ sử dụng đường để tạo năng lượng khác mà không sử dụng các dạng sinh năng khác để tham gia. Thứ ba, chỉ chuyển hóa theo con đường hiếu khí. Và đặc điểm thứ tư, lưu ý sử dụng 50% lượng đường trong máu. Tức là sao? Một ngày cần cung cấp 100 g glucose để duy trì hoạt động tối hảo. Bây giờ ăn vào 100 g glucose, não sử dụng hết bao nhiêu các anh chị? Cách 50% lượng đường đó. Như vậy nếu như xảy ra tình trạng mà có biến chứng, có triệu chứng do hạ đường huyết thì cái nơi nào, cái mô nào sẽ dễ tổn thương nhất? Có 100 g ăn vô, ông não ông sử dụng hết 50. Thiếu thì nguy cơ ông nào sẽ bị tổn thương trước? Ông não bộ trước. À, nhớ đặc điểm này để chút nữa mình sẽ giải thích. À. Bây giờ các chỉ tiêu sẽ theo dõi. Bài này mình sử dụng là con thỏ. Con thỏ chúng ta sẽ quan sát các cái biểu hiện của con thỏ để mình ghi nhận đó là những cái biểu hiện, những cái triệu chứng do tác dụng của insulin trên đường huyết. Tri giác con thỏ. Con thỏ ban đầu mình sử dụng là con thỏ đương nhiên là tỉnh táo, nhưng sẽ có những thời điểm dưới tác dụng của insulin con thỏ nó sẽ lơ mơ, thậm chí nó hôn mê. Niêm mạc con thỏ ban đầu hồng hào nhưng một hồi nó sẽ tím tái nhợt nhạt. Tai thỏ bình thường là vỡn hay là cụp. Tai con thỏ vỡn và ấm, nhưng sẽ có thời điểm cái tai của thỏ nó sẽ cụp xuống và nó thay đổi thân nhiệt, tai thỏ rất là lạnh. Định hướng âm thanh. Thỏ là một con vật rất nhanh nhẹn và chỉ cần chúng ta gõ vào bên trong cái lồng có chứa con thỏ nó sẽ đánh và nó sẽ có phản ứng khi mà nghe được cái âm thanh đó. Đồng tử của con thỏ, thỏ vận động nhanh nhẹn, linh hoạt nhưng sẽ có thời điểm lờ đờ nằm yên và thậm chí nó co giật. Đáp ứng với kích thích, trương lực cơ của con thỏ, háo ăn. Theo giờ háo ăn, con thỏ mình sử dụng ban đầu chưa tiêm insulin, nó vẫn bình thường có thể ăn hay không ăn. Nhưng khi dưới tác dụng của insulin, ban đầu có thể con thỏ nó sẽ ăn, ăn bất chấp, ăn bất cứ thứ gì. Nhưng sẽ có thời điểm, cho dù chúng ta đưa đó là một cái cọng cỏ non hay cục cà rốt, mồi ngon cỡ nào, mơn mởn cỡ nào nó cũng bỏ ăn. Nhịp tim và hô hấp của thỏ có lúc nó sẽ là ổn định, có lúc nó sẽ rối loạn thì mình sẽ ghi nhận. Về đường huyết chúng ta sẽ ghi nhận ở các thời điểm xét nghiệm đường huyết để ta so sánh với giá trị lý thuyết của mình. Trình tự tiến hành thí nghiệm. Đầu tiên, con thỏ sau khi mình quan sát xong 12 chỉ tiêu ở giai đoạn bình thường trước, thỏ bình thường, mình sẽ xét nghiệm đường huyết con thỏ này ở lần thứ nhất, ghi lại giá trị đường huyết. Sau đó mình sẽ tiêm insulin vào tĩnh mạch vì tay thỏ. Tiêm insulin vào tĩnh mạch vì tay thỏ đến thời điểm mà chúng ta thấy, tức là sau khi tiêm xong mình sẽ theo dõi sau tiêm. Theo dõi sau tiêm ghi nhận lại các biểu hiện, các triệu chứng xuất hiện dưới tác dụng của insulin. Đến khi nào con thỏ có biểu hiện rầm rộ, co giật, thậm chí mắc lòi, nhô mắt ra, lúc đó chúng ta lập tức chúng ta sẽ xét nghiệm đường huyết lần thứ hai. Sau khi xét nghiệm đường huyết lần thứ hai xong, chúng ta tiếp tục chơi trò chơi, lập tức mình sẽ cấp cứu glucose, tức là mình sẽ tiêm nước vào glucose 30% để xem con thỏ sẽ như thế nào, có cứu sống nó hay không, nó có tỉnh táo hay không. Đó là các bước mình sẽ tiến hành trong cái thí nghiệm này. Nhiệm vụ chúng ta sẽ quan sát và chúng ta sẽ ghi nhận, mô tả lại hiện tượng xảy ra và giải thích các hiện tượng. Đây là một cái con thỏ mà sau khi đã tiêm insulin, chúng ta nhìn thấy cái bàn tay đang áp ở dưới bụng,
À. Bụng của con thỏ đang phập phồng, mình có thể theo dõi đánh giá về cái nhịp thở ở bên hông này được. Con thỏ vẫn tỉnh táo. Dỗ tay nó vẫn giật mình, tức là nó có vẫn có phản xạ, vẫn đáp ứng với cái kích thích đó. Đó là sau khi tiêm insulin thì thỏ vẫn như thế này, và chúng ta thấy nó ăn ăn rất ngon, có vẻ như nó háo ăn. Cái này là sau khi tiêm insulin nha các anh chị, thỏ vẫn sống vẫn háo ăn. Diễn biến tiếp tục, bây giờ mình sẽ coi tiếp tục. Hồi nãy thì nó còn như thế nào các anh chị, nó còn có thể là bò đi lại, nhưng mà bây giờ con thỏ nó như thế nào rồi, nằm sải lai luôn rồi. Chúng ta để ý cái vấn đề hô hấp của nó, lúc nhanh lúc chậm, không đều. Các anh chị dự đoán trương lực cơ lúc này là chắc hay là nhão? Nhão. Rồi. Tiếp theo con thỏ sẽ như thế nào? Sau khi tiêm insulin là cái hình hồi nãy, là cái đoạn hồi nãy chúng ta thấy nó vẫn còn đi lại bình thường, ăn rất là háo ăn, hoạt động vẫn còn nhanh nhạy linh hoạt, thậm chí là còn nhảy hơn lúc bình thường. Một thời gian sau là cái đoạn này, con thỏ hiện giờ lờ đờ, có vẻ như nó rất là mệt mỏi, nó đang nằm yên luôn rồi. Và tiếp theo không biết sẽ như thế nào đây, chọt chọt nó cũng gán, nó cố gắng thôi, phản xạ cũng giảm. Họ co giật, các anh chị bắt đầu co giật à. Rồi. Theo các bước tiến hành hồi nãy mình có nói, nếu mà nó co giật xong mình sẽ làm gì? Mình xét nghiệm đường huyết đúng không, và mình sẽ tiêm gluco để mình cấp cứu nó, thử coi như thế nào, đánh giá khả năng hồi phục của con thỏ. Co giật xỉu rồi, bây giờ bắt đầu sẽ xét nghiệm thử đường huyết. Đường huyết lúc này là bao nhiêu, dự đoán các anh chị dưới bao nhiêu ạ? À? Dưới 45. Đúng rồi, không dưới 45 là tiêu quyển sách luôn rồi, tiêu bài nha. Giảm rất thấp nha, đường huyết giảm rất thấp. Rồi dự đoán lướt cái này vào, họ tỉnh táo không, sống không? Sống lại ạ. À, sống lại. Rồi hỏi tiếp, con thỏ này mình cấp cứu xong nó sống, bây giờ có sinh viên sẽ xin con này về nuôi, thấy dễ thương. Theo các anh chị con này về nuôi sống hay không, sống bao lâu? Câu đó thì cuối bài thì các anh chị cứ suy nghĩ ha, không hỏi thi câu đó, nhưng mà cái dự đoán à.
Rồi, bắt đầu. Bà bò vậy rồi đó. Tức là mình vẫn cấp cứu được con thỏ này. À, kịp thời.